Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi bắt ông gùi nha mọi người. Thì hôm nay mình đi với ông anh của mình. Thì nãy giờ mình guồng cái bờ này đường khúc mình phát hiện trong đang chỗ mọi người. Ông anh mình đang guồng qua mọi người. Phát hiện cái tổ nó đóng ở sau lưng mình nè mọi người. Tí nữa mình bắt là mình quay cho mọi người coi nha mọi người. Ok. Gặp đây tổ mọi người. Con này quá trái cây bự. Ông vậy thưa. Có chứ. Chứ không có. Mình cắt cây bự này trước đi. Con này cũng bự. Cắt à? Ừ, cắt. Còn dướng đâu ta? Từ cầm nè. Con này bự luôn rồi. Ơ bể mặt. Rồi buông. Không được mọi người. Thấy chưa? Cái quăng nổi mày hơn. Tao nói thiệt con nhé luôn. Con này mọi người ơi. Thôi được rồi. Con nụ bự con hơn. Bự hơn nắp thạp nó nổi. Mọi người ơi, thôi được rồi. Mọi người ơi, dữ rồi. Má ổn khủng khiếp rồi. Gạo luôn à mọi người ơi. Cái ông nó ông thì thôi nhé luôn. Đóng vô cây xanh nữa. Coi cục mật này mọi người ơi. Thôi được rồi. Bên này mọi người. Nè mọi người thấy không? Cái tàn tới cục mật nè. Để mình cắt mình đem cái cục mật này cho mọi người coi nha. Giữ trời của mình. Mọi người ơi. Coi này cục mật cũng nổi vô. Có được rồi. Mọi người. Tôi nói hết sảy con bà bảy luôn mọi người. Coi nè. Cái tàn cái cục mật này ông nội ơi. Ô thôi được rồi. Ô bà con hơi dơ thẳng tay nè. Full map luôn nha mọi người. Video đóng vô cây xanh nặng cộn gì. Cục mật dài dần gan gửi mọi người. Dữ trời lắm. Video cậu này mà nó full mật một cái mình không tưởng tượng nổi luôn mọi người. Nó phun mật chắc cỡ nửa lít. Cái này chừng khoảng xị mấy nha mọi người. Dữ rồi mọi người ơi. Dữ rồi bà con ơi. Thôi được rồi. Má ơi cục mật. Mật dữ má. Mật dữ trời vậy. Hồi sáng giờ 2 ổ đó mọi người. 2 ổ nụ chứ. Trời ơi, nó đã mọi người ơi. Được rồi. Đã mọi người ơi. Cục mật có nè. Cục mật mọi người ơi. Cục mật vô lấy gỗ không này nó phê mọi người ơi. Thôi được rồi. Có nè. Có tấm tàn nè. Đóng cái lớp nó quằn có này nè. Thôi được rồi. khủng hoảng luôn mọi người luôn, khủng hoảng kéo con này, khủng hoảng mọi người ơi, đóng quanh chặn chưa, một tay quay một tay cắt nó cực lắm mọi người ơi, từ từ nha. Con này mọi người ơi, thôi được rồi, cho mọi người coi nè, nó đã mọi người ơi, nó dài, coi nè, coi cây kiệu mình nè. Con này có không mọi người, rồi sao cầm nổi, vì sao con này mọi người, u là chợ không không, thôi được rồi con này, mình cầm một tay có nổi đâu, u là chợ có không tàn kìa, u là nó đã mọi người ơi, giờ mình vũ ông hồi mình ra mình quay cho mọi người coi tiếp nha mọi người. Rồi ông anh mình phát hiện trong đàn cỏ mọi người, cũng đang ở trong cây mọi người, mình tiến hành đi vô. Bờ này người ta ruộng khá là nhiều mọi người, bóng ở trên này không? Hả? Ổ này mới đóng hay vậy? Ổ này mới về. Cắt lên bờ hả Vũ? Mới về mà còn mặt cũng dữ ạ. À. Ổ này bữa trăm cây dữ lắm à. Ổ này mới về mọi người. Ổ này non, quá chừng người ta đi bắt luôn. Không đóng mà. Không coi. Ôi, ổ này non ổ còn 100 một đời dữ non rồi.